Anh à, cái này như nào nữa? Như nào nữa? Được rồi. Đấy, người ta đang ở trên này, đang trả lời trên này. Cô học tự lo. Thế thì cô học mà. Cao Cường thắng rồi nha anh ơi. Ok. Ôi giời, hết cỡ rồi. Đây, học đang ở dưới sân anh ạ. Anh em. Mà ngại quá anh, tại vì tôi không nói. Được không không? Bên kia là Hải Long nha mọi người. Không như Hải đang rồi. Để này cho toàn cảnh nhá. Đây, không cần quay cả, đi nước lỡ này. Để cái kia. Đi đâu? Cái kia. Khổ quá, mọi người cứ chỉ thích xem quốc học à? Chịu thêm. Chưa à? Chuẩn luôn này. Vâng, quốc học đang đánh anh ạ. Quốc học máu xanh nha anh. Ủa anh Ngọc ơi. Điểm 1-2 nha. Hải đang dẫn 2-1-2. Hai đều nha. Cô học đang dẫn 3-2 nha mọi người. Bên kia là áo trắng là Hải Đăng thành phố Hồ Chí Minh, còn anh học là mặc áo xanh xanh lá nhá. Vào trong sân. Đây là gần hết cỡ rồi anh ơi. Gần hết cỡ rồi ấy. Mà chịu chỗ. Vâng, rất anh học đây anh. Đây. Còn mẹ người ta cứ bảo ta quay gần gần lại cho khó chịu cơ chứ. Ta bực lắm rồi đấy. Lại căng ballistic luôn. Mày xem mạng có bị mờ. Mờ là do mạng của mọi người bị lag ấy. Đây là máy bên cạnh mở vẫn nét căng mà mọi người. Điểm 45. Cô học đang bị dẫn 1 điểm nha. Trong cái đập.
mới có 2 phút. Ok. 4 năm nha. 4 năm rồi anh Thục Tâm ơi. Qua thì ít giờ rồi. Tốt. Điểm sau 4 Hải Đăng. Ai thì ngày mai mới nói nha anh Duy ơi. Hải Đăng dẫn 7-4 nha. Anh Hưng Trà ơi, Hải Đăng đang dẫn 7-4 ạ. Đây xem 1 nha anh ơi. Xem 1 nha anh Linh ơi. Qua tao đọc. Hai 5-7 nha mọi người. Mọi người có thể giúp anh Học chia sẻ lên chợ có lông được không ạ? Mọi người bỏ ra mấy giây chia sẻ ra chim này lên chợ có lông được không mọi người? Cho nhiều người xem cùng trận đấu ấy. Hay. Điểm 6-7 nha anh Học nha. Mọi người đến trận đấu hay thì chia sẻ lên trận bộ lông cho anh em khác cùng xem với nha. Điểm 6-7. Có thể nói khoa học vận động viên phong trào. Có lẽ mình có lên đam mê lắm mọi người ạ. Điểm 86 cho Hải Đăng. Mọi người giúp mình like, mình chia sẻ live stream và lên trận cầu lông cho người khác xem. Trận đấy hay ạ. Trận đấu đấy hay ạ. Mọi người bỏ ra mấy giây chia sẻ lên trận cầu lông này cho người khác, người ta cùng xem với. Cố lên Ngọc ơi. Điểm 96 cho Hải Đăng nha mọi người. Mười sáu giải đăng ạ. Không, Hải Đăng là hạt giống số 2 của giải này nhá. Đây giải vô địch toàn quốc nha mọi người. Đội điểm 76 đang 70 Hải Đăng. 70 cho Quốc Học. Ủa Học ơi. Với 1-7 đang giờ nghỉ giải lao nha. Cố lên Ngọc ơi. Điểm 11-7 Hải đang dẫn nha mọi người. Mẹ nó. Quả mà xanh lá cây đang đánh ở dưới sân nhỉ. Đá 11 ạ. Và nói chung là đánh giá chuyên môn trận này thì anh Học tỷ lệ thắng chỉ có 20% thôi ạ. Tiến Minh thắng rồi nha anh. Tiến Minh đánh thắng rồi anh Hải. Không ạ, đây chỉ là vòng 2 thôi anh Hương ơi.
điểm 91 cho anh Quang Học. Mọi người bỏ ra mấy giây chia sẻ lên chợ bộ lông giúp em với nhá. Cho các khác xem với. Hey. Cố lên em ơi. Điểm 11 cho Quang Học. Giải tổ chức ở Đồng Lai nhanh Long. Nhiều người quá hỏi. Ai? Ừ. Thế sao? Anh Học đánh với cả tay vợt triển vọng nhất Việt Nam bây giờ nhỉ? Là Hải Đăng nhỉ? Điểm 11 đều. Xem 1 nha. Xem 1 nha. Không biết Quỳnh Nguyễn này. Xem 1. Xem 1 nha. Xa nha anh. Đây đang xem 1 ạ. Điểm đang 11 đều ạ. Còn đương nhiên đánh thế này là hay lắm rồi anh ạ. Tốt. Áo xanh là anh Quốc Học của đội bộ công an nhỉ. Chung kết ngày mùng 9 đánh cơ anh ơi. Ông kia đồng mài. Điểm 12-11 cho anh Học. Ôi mẹ mệt rồi. Mệt quá. Anh Học đang cố gắng truyền cảm hứng cho anh em xem nhá. Người truyền cảm hứng mà. Anh cố gắng thắng, đang cố gắng đánh hết sức trận này để cho mọi người xem nhá. Anh Học bỏ bên đầu hai chân của em đi. Điểm 13-11 cho Quốc Học. Có vẻ hôm nay Quốc Học đang sung. Mọi người ba cháu 300 người chia sẻ lên chợ cầu lông với giúp em rồi ạ. Để cho anh Học trận này hay thì mọi người chia sẻ đi để cho nhiều người cho nhiều người khác cùng xem nữa. Điểm 12-13. Cô Học đang dẫn 1 điểm. Rồi, em cảm ơn anh Linh nha. Điểm 13 đều rồi ạ. Dạ không, đây là lượt trận cuối cùng của đơn nam ngày hôm nay nha anh. Vâng, loại trực tiếp anh Hiếu Hiếp ạ. Điểm 14-13 cho Quốc Học. Sân bên là Thạch Vân Tuấn Hà Nội đánh nhá. Anh Học đang cố gắng truyền cảm hứng cho 350 người xem ở đây nè. Mới 4 đều. Cảm ơn Linh Sương Cưu nha. Mới 4 đều. Loại Hải Đăng Điệp khó lắm anh Hải ơi, nhưng mà vẫn chưa biết được đâu anh, thể thao mà. Điểm 15-14. Tiến Tuấn đang đánh ở dưới sân bên góc bên kia thì Tuấn thắng C1 rồi anh ạ, đang đánh C2. Mai mộng áo trắng bên kia, áo trắng bên kia là Nguyễn Hải Đăng của Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm ngoái được bạc đại hội này ạ. Học đánh với cả anh Nguyễn Hải Đăng ạ. Ôi trời ơi. Nguyễn Hải Đăng Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tay vợt triển vọng nhất Việt Nam bây giờ nha mọi người. Điểm 15 đều cho Quốc Học. Trần Vi Trì thắng rồi nhưng mà chưa vô tứ kết nhanh. Tại vì cái khung giờ hôm nay khai mạc cũng dài anh.
điểm 16-15 trong cung học. Còn ngoài điểm 17-15 trong cung học. Mọi người bỏ ra một chút thời gian chia sẻ lên chợ đúng không? Giúp em với nhá. Chợ đúng là hay. Cố lên Ngọc ơi. Điểm 16-17 nhá. Cô học đang dẫn 16 này à? Mọi người bỏ một chút thời gian chia sẻ ra chợ Cầu Lông với nhá. Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ giúp em với ạ. Cho livestream mày nhiều người xem tại vì trận đấu này hay ạ. Vâng, đang xếp 1 anh ạ. Xếp 1 anh ơi. Đang 16-17 nghiêng vào cô học. Cô học trận này có thể nói chung là bánh trận này rất hay ạ. Điểm 17 đều. 17 đều. Ui thắng. Thắng thì anh học vui lắm anh ạ. Tại vì Hải Đăng là thần tượng của anh học mà. Anh học đánh giải cũng chỉ kiểu chỉ ước gặp Hải Đăng một lần thôi anh. 17 đều. Mười tám mười tám mười bảy cho Hải Đăng nhận. Không, đây là lượt trận cuối cùng ạ. Anh Thi Đình Nguyễn này, đây là lượt trận cuối cùng rồi. Lượt trận cuối cùng của ngày hôm nay nhận. Ừ. Đây là vòng 2 nhanh. Đây là vòng 2 của giải vô địch nhá. Tiến Minh thắng rồi anh ơi. Tiến Minh ở Việt Nam thì không ai loại đâu anh ạ. 18 đều. Trận đấu C1 đang rất căng anh ạ. Cầu trong sân. Điểm 19-18. Đang trực tiếp anh ơi. Đang trực tiếp anh. Anh Quang Thiên ở đây đang trực tiếp nhá. Điểm 19-18 Hải Đăng. Điểm 19 đều. Mọi người giúp em chia sẻ đến chợ Cầu Lông nhá. Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ giúp em với. Nhiều người khác không xem rồi. Đây là vòng 2 nhanh, anh vòng 1 được đặt cách ạ. Nó không phải đánh ý. 20-19 Hải Đăng ạ. Vâng, lại trực tiếp anh Huấn Trần này. 20-19 Hải Đăng. Dạ, chắc là mạng của anh Quang Huy Nguyễn bị lag ấy, chứ còn bọn em xem bên đây vẫn ngon anh ạ. Cô học này đang tập không anh học chỉ đánh cho đội tuyển Bộ Công an thôi, chứ anh học không tập trên Bộ Công an anh kiểu ạ. Trên sân số 2 của Nam Nữ C1 Hải Đăng thắng anh ạ. Chí Đức Thu Minh của Hà Nội, Thành Đạt Khánh Huy, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều hành trận đấu anh học thua C1 2019 ạ. Có thể nói anh học đang rất cố gắng để truyền cảm hứng cho mọi người này ạ. Không, anh học chưa mệt đâu anh về anh ạ. Anh học chưa mệt đâu. Ui, không anh Lam ơi, khó lắm, không thắng ở đâu. Thôi thắng trận này thì tính tiếp anh.
đang Nguyễn Hải Đăng rồi Tây Vật và Đồng số 2 á. Hải Đăng kém anh Học 1 tuổi ạ. Nhưng mà năm ngoái bạc đại hội ạ. Còn nó là Tây Vật triển vọng của Việt Nam ạ. Bắc Linh có đánh nha anh Kiều ơi. Đánh ở nhà thi đấu Đồng Nai nha. Không đánh thế thì tâm lý lặng gì anh Cường Đăng Thế ơi. Đánh thế tâm lý lặng gì thoải mái hết sức ở đấy. Anh Thế là hay lắm rồi đấy. Ui học trên cơ thì anh dưới cơ hẳn đấy. Cái chỗ này cầu nước 1-10 một tịt anh. Học sinh năm 99 nha anh Duy ơi. Hải đang sinh năm 2000 ạ. Cầu tốt. Điểm 1-0 Hải đang. À điểm 1-0 cho Quốc Học ạ. Học đánh vậy là rất hay nha mọi người. Chị Thùy Linh chưa đánh nha anh Lam ơi. Học mặc áo xanh lá cây ạ. Mọi người chia sẻ giúp em để lấy mắt xem ạ. C1 ai thắng? C1 Hải Đăng thắng 21-19 ạ. Nói nhiều. Mọi người giúp em chia sẻ đến chợ có lông vậy ạ. Chào có đủ tập mọi lúc mọi nơi được đấy ạ. Chứ không phải là tập chuyên nghiệp là đánh hay đâu ạ. Ok anh Cường ơi. C1 học thu 21-19 ạ. C2 đang 21 nghiêng về Hải Đăng. Giải vô địch cầu lông toàn quốc nhỉ, tức là các tay vợt cầu lông giỏi nhất Việt Nam sẽ về đánh giải này ạ, có cả Tiến Minh các thứ đấy ạ. Thầy có nghề là chịp mệt thế nhỉ. Khai mạc lúc 7 giờ tối hôm nay rồi nha bạn. Chém cầu rất hay từ Quốc Học, điểm 2 đều. Thôi để xếp 3 hơi khó đánh Hiếu ạ. Mà thôi mong anh Học chiến thắng đánh xếp 3. Anh Học không được xếp vào giống nha anh Nam ơi. À, chỉ mong anh Học đánh xếp 3 của là làm cho anh Đăng mệt thôi. Ok chị Hà Bùi Minh Ngọc nha. Cô Học đến không chào để cho chị tập tính nữa. Thôi anh đừng, anh Phú ơi đừng có so sánh cầu phong trào với cầu chuyên nghiệp anh. Vâng Học, anh Học quê Phú Thọ anh Duy ạ. Vâng Hải Đăng một cô Học ạ. Điểm 3 đều nha. Càng đánh nhanh càng tốc độ càng thua Hải Đăng nhạ. Đang C1 là cũng thấy ghê đấy. Điểm 3 đều ạ. Đang C2 nhạ. Em không biết nhiều anh Quốc Học là anh hiểu ạ. Bạn đã lead tiền gì lâu mà nói nhạ. Điểm 4 đều. Đang mặc áo màu trắng nha mọi người. Set 2 ạ. Đang set 2 nha. Điểm 4 đều. Hải Đăng C1 nè. Hải Đăng C1 thắng ạ. Anh Phát có đánh nha mọi người. Hải Đăng tay trái mọi người. Điểm 5-4 cho Quốc Học. Mọi người ai mới vào thì chia sẻ giúp em với. Em là ai thì mai anh Học ra chim anh hỏi nhá. Đâu rồi.
có hỏi tập trung vào trận đấu hoặc là hỏi ấy thôi, đừng hỏi sang đội tuyển khác, em cũng không sợ, em không dành làm đâu. Năm đều nhá. Xếp 1 tỷ số 21-19 ạ. Tỷ số 21-19 chiến thắng cho Hải Đăng ạ. Điểm đang 65 nghiêng vào Quốc Học C2. Mẹ mà thề cũng hỏi nhiều đấy. Xếp 1 Hải Đăng ăn nha mọi người. Ăn 21-19 nha. C2 đang 65. Điểm 76 cho Quốc Học. Sao cầu chuyên nghiệp với cầu phong trào ngang nhau vậy? Không phải anh ơi, không phải ngang nhau đâu. Chắc hôm nay Hải Đăng cũng bị sao, hoặc là hoặc anh Học xung ấy. Anh Học cũng là người tập cũng kiểu chăm chỉ mà, thì nghe là cầu chuyên nghiệp với cả cầu phong trào ấy, anh không cách xa em đâu mọi người. Chứ mọi người đừng có phong so sánh cầu phong trào và cầu chuyên nghiệp nha. Tập độ là tập thôi anh ạ. Đúng rồi chị Thảo Mai, phong trào thì có người đánh hay đánh dở chứ ạ. Thi đấu chuyên nghiệp cũng thế, cũng có người đánh hay đánh dở ạ. Mọi người đừng có so sánh nha. Anh Học đang cũng kiểu thuộc dạng tiếp cận giải phong trào này ạ, à, giải chuyên nghiệp này ạ. Dạ anh Học 99 này, nhiều tuổi quá rồi mọi người ạ. Người ta tập chuyên nghiệp mà tập từ nhỏ cơ, tập từ cái năm 90 tuổi ấy. Điểm 67 cho điểm 67 của họ dẫn 76. Thì anh Học, thực ra là anh Học chỉ đánh cho bộ công an thôi chứ không theo. Mọi người hiểu ý em nói không ạ? Anh Học chỉ là tập luyện, anh Học vẫn tự tập, vẫn đấy ạ. Còn thì là tất cả là anh ấy chỉ đánh cái mác của bộ công an thôi, tất cả là anh tiến giải anh ấy đi đánh thôi, chứ còn anh ấy không tập ở bộ công an. Mọi người đừng có so sánh nhá, không phải đánh hộ đâu anh Quý ơi, mà kiểu anh Học anh đam mê, anh ấy muốn đánh cả chuyên nghiệp, anh ấy muốn cọ sát thì anh ấy với xin vào bộ công an ạ. Mọi người lấy xem để đứng lên màn. Có 400 mắt ai chia sẻ thì chia sẻ giúp lên chợ có lông với. Rất hay. Tiến Tuấn thắng rồi nha anh Lam ơi. Mai đánh vòng 3. Điểm 17 cho Quốc Học, à, cho Hải Đăng. Cho Hải Đăng, Hải Đăng dẫn 17 nha. Và Quốc Học vẫn là sinh viên ở bên trường Bắc Linh ạ. À, cuốn cán thường và cuốn cán rút lấy khác nhau chứ nào ạ. Khác nhau nhiều chứ anh dùng thử để anh biết. Anh cầm hai cái anh biết. Phải Hải Đăng nhanh Khánh Trần ơi. Anh đang mặc áo trắng nha. Mọi người hãy comment vào trận đấu đi, chứ đừng comment vào cái khác nha, không biết đâu. Em chỉ là người được gọn hộ thôi. Còn ai chưa chia sẻ thì chia sẻ giúp em được. Em bảo là điểm 17 cho Hải Đăng. Rất hay. Anh Học chém một cầu rất hay ạ. 8-10 cho Quốc Học. Có lẽ Hải Đăng hôm nay rất ì mọi người ạ.
điểm 7-10 cho khoa học. Hải Đăng hôm nay rất y mọi người ạ. Chứ không phải Hải Đăng bị sao đâu mọi người. Hải Đăng hôm nay chắc có người chắc rất y ấy. Cơ thể người lặng. Cố lên Ngọc ơi. Học cái quả chém cầu rất hay nha mọi người. Thế Hải Đăng hôm nay ý lắm mọi người. Mời đều. Hải Đăng ý nhưng mà anh học lại sung nữa. Chúc mọi người xem hai anh Hải Đăng đánh với anh Cao Cường ấy. Anh Đạt ơi. Ôi nói thế không ấy đâu. Anh học đánh trận đầu tiên nhỉ. Rất hay. Điểm mà cầu ngoài. Điểm 11-10 cho Hải, cho Quốc Học. Thôi mọi người quan tâm gì chị, quan tâm gì em. Em chỉ tự tin là bạn ấy tự tin nói thôi, chứ còn anh mọi người quan tâm em làm gì. Còn về sự hôm nay chắc là anh Đăng bị chắc là bị chắc đánh muộn quá, chắc là đói những thứ gì đấy ạ. Người ì lắm, anh học phải sung nữa. Anh học rất sung ấy. Hải Đăng chưa đánh được gì đâu. Không phải dưỡng sức đơn đoàn hay cầu vận động viên mà tùy phong độ nữa ấy. Chắc là hôm nay ý thôi, mai thì anh khắc anh sung rồi. Đây xếp 2 nhá. Xếp 2, C1 Hải Đăng dẫn, Hải Đăng thắng 21-19. C1 Hải Đăng dẫn thắng 21-19 ạ. Còn C2 đang khu học dẫn 11-10 ạ. Mọi người cổ vũ anh học đi ạ. C2 đang 11-10. Không biết bên kia này Cao Chí Cường với cả Giang Hải Phòng. Anh Phú ơi, đây không quán anh Tùng không đánh giải đâu ạ. Đánh ở sân là vậy, đánh ở sân Đồng Lai nhỉ. Điểm 11 đều. Mọi người cổ vũ cho anh học đi. Anh học bước vô lên. Khó lắm anh ạ, Hải Đăng thì thôi. Hải Đăng là nếu mà phong độ chuẩn thì không phải bàn cãi về trình độ đâu ạ. Tiến Tuấn liên tiếp các thứ là gặp Hải Đăng này nên là 10 điểm là căng đấy mọi người. Mình cũng có Hải Đăng nhỉ. Ok, cảm ơn anh. Ok anh Đặt Bồi. Anh học đánh một nội dung. Anh học mai anh đôi với em ạ. Điểm 12-11 cho Quốc Học. Quốc Học thì đánh hay quá. Điểm 13-11 cho anh, cho Quốc Học. Đăng hôm nay chắc là ỏi mọi người ạ. Mười ba mười một cho Quốc Học nha. Đúng rồi, cố gắng mọi người cổ vũ anh học thắng C2 cho hấp dẫn. Hay. Ui, cầu ngoài rồi. 12-13. Mà anh học đánh có clip nhanh.
anh học chỉ là học học sinh và tập luyện thôi, còn anh Đăng là đội đội là ở đội tuyển quốc gia nhỉ? Hải Đăng thì lực của em khá hơn. Hải Đăng mà ở đội tuyển quốc gia, còn anh học chỉ là học sinh tập, gọi là tự tập vậy ạ. Kiểu cũng như kiểu người truyền cảm hứng cho mọi người xem ấy. Anh Hải Đăng hôm nay chắc ì đấy mọi người. Điểm 13 đều. Tiếc đấy mọi người ạ. Tiếc cho tài năng của học ấy. Không được khai phá từ nhỏ ấy mọi người. Và 1-0 C1 Hải Đăng dẫn ạ. Đang 14-13 cho Hải Đăng rồi ạ. Hôm nay Hải Đăng chắc bị ý em mọi người. Chứ còn đánh phong độ chuẩn thì chắc cô học cũng chỉ nên ý tưởng rồi. Đúng đúng rồi nha anh Hoàng Tân. Em cần đánh bộ. Em cũng đánh cho bộ công. Vâng, em đánh cho bộ công an ạ. Chị Ngọc ơi, em không nhìn thấy biển của bên anh Giang đâu. Chị Minh Hạt giống số 1 ạ. Tỷ số đang là 15-13 cho Hải Đăng ạ. C1 Hải Đăng Giang thắng, C2 Hải Đăng đang dẫn luôn. Chị Ngọc ơi, chị tập trung vào xe này đi. Chị Hải Phòng. Hải Phòng chắc ăn nơi chị Ngọc ạ. Đánh cao chữ cường nhỏ hơn nè anh ấy không? Rất hay, mấy năm đều. Thế luôn là đầu tiên em ngồi live stream nói nhiều như này đấy. Mọi người em cũng nói mọi người nghe đấy. Em cố nói cho mọi người nghe để cho live stream đỡ nhạt đấy. Anh Hiếu anh comment thế em ban anh đấy. Anh học thì nhìn là anh đấy, em không nhìn anh đâu. Mình vào kênh livestream người ta livestream với sen phải ý thức. Tuổi gì. Vâng, đây lại trực tiếp anh Tùng ơi. Lại trực tiếp anh Tùng ơi. Đây giả vô địch trên sân giống giả giống quốc tế này anh. Điểm 16 đều. Rất căng. Em ở Hà Nội anh ơi, không phải ở Linh Bình đâu. Rất hay. Điểm 17-16. Thôi anh em đừng có chửi nhau, đừng có chửi nhau nha. Bỏ qua vấn đề vô văn hóa nha mà. Học hôm nay đánh kém không ăn được đâu anh thắng là mình nói túng chuẩn chuyên môn không ăn được. Mình bỏ qua cái cãi nhau kia đi nha. Trận này học cho nên anh học đánh hay, nhưng mà anh Hải Đăng lại cũng kiểu thuộc dạng ý ạ thì mới tăng 17-16 cho con học. Em cũng đánh cho một công an anh Linh này. Mọi người hỏi tên em làm chi vậy? Hôm nay mọi người đánh mong mọi chú đánh với anh học anh cố cho chào. Vâng. Mười tám 16 cho Hải Đăng nha mọi người. Rất hay nha. Em cảm ơn anh Linh nha. Hải Đăng sinh năm 2000 ạ. Vâng anh học đánh cầu lông phong trào thôi không phải nghĩ nữa. Hải Đăng điểm 19-16 cho Hải Quốc Hải Đăng nha. Em bảo rồi trận này khó lắm ạ. Cũng chưa biết ở đâu anh Trâm ơi. Tại vì là nếu mà Hải Đăng sung thì đánh với Tiến Minh cũng thuộc dạng dài đấy.
giải đóng like nhá. Anh đăng năm ngoái ở đại hội anh, là giải 4 năm một lần như cổ Olympic ấy mà tổ chức ở Việt Nam ấy, là anh đăng được bạc đấy ạ. Điểm 17-19. Đức Phát đánh thắng rồi nhá. Ôi anh Nam ơi, anh hỏi vào cái vấn đề chính của trận đấy đi, em không trả lời sau thôi, cơ mà nếu không trả lời về vấn đề đấy nhá. Anh toàn hỏi những cái xem. Cô học sinh năm 99 ạ. Mọi người hỏi về quốc học đi. Cô học sinh năm 99 nhá mọi người. Điểm 20-18 cho Hà Năng. Đây sẽ 2 nha, điểm 20-18 Hải Đăng. Mắc bóp cuối cùng đấy ạ. Đây giải vô địch nha mọi người. Trận đấu kết thúc nha. Em chào mọi người nha. Trận đấu kết thúc rồi. Chào mọi người nha. Em đi ngủ, đi xếp đồ về đây. Thắng thua 2 xin nha. Chào mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bao mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha.